Đó thì sáng hôm nay là có cái bà cụ đã qua đời thì tất cả con cháu tập trung để làm một cái lễ để đưa cái linh cữu của bà về nơi an nghỉ cuối cùng rồi quý vị. Bây giờ tất cả các cái con cháu là mong ai bà dì và dì ảnh ra để chuẩn bị đưa cái hương hồn của cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Và bây giờ là đội văn quan để vào trong này quý vị. Đi lên. Giờ động quen, trên có thiên, dưới có thổ, chính giữa ngũ kim thất tổ. Hãy cho nên chúng tôi vào ẩm đưa linh cữu của bà. Hãy quy tiên, đội văn quen đến đây liền, đưa linh cữu của bà về nơi an nghỉ. Đón vương trần an giấc nghìn thú, nghìn thú vĩnh biệt không còn. Để lại dương trần con cao sắc thương nhìn lên một tấm vải được đổi ngã giờ lấy cách biệt tôi thương thay cho kẻ ở nhường gần trăm. Đó, bây giờ cái linh của cụ đưa ra khỏi nhà đó quý vị. Của bà đã lên chiếc xe tang là chuẩn bị chuyển bánh rồi quý vị. Hiện nay linh cữu của bà đã ra khỏi nhà và chuẩn bị lên đường bê tông. Sau đó thì ra khỏi làng và sẽ lên đường quốc lộ 1A đi về nơi nghĩa trang của thôn Thái Bình rồi quý vị. Và bây giờ chiếc xe tang là chuẩn bị đang lên đường bê tông. Trước tiên là chiếc xe ba bánh chở những cái đồ vật dụng và bốn lá cờ đi về hướng trước nè. Đó thì sau đó tiếp tục là ông hô và đi tiếp tục luôn. Thì tiếp tục là chiếc xe tang chở cái linh cữu của bà. Đấy, nhưng mà đi trong đường này thì chúng ta chạy từ từ quý vị. Còn hiện nay là bà con người ta đang tiến đưa vào phía sau. Tại vì quý vị nhìn thấy là ít là do nơi cái chỗ mà bà cụ này á, là trước đây là bà ở dưới Hiệp Bình, thôn Thái Bình á. Sau nữa lại con phải về trên này thì để đưa về trên này nằm vài dưỡng bệnh. Nhưng mà chẳng qua thì phải qua đời thì chết trên này. Thì hai thôn này cũng phải có cái trách nhiệm. Nhưng mà với điều kiện thì bà con dòng họ thì cũng ít thôi cái gì. Thì bây giờ đưa vô trong cái làng này và đi ra đường quốc lộ 1. Bây giờ linh cữu của bà đã lên cái đường này. Một là cái gì á, giờ con đang di chuyển nè. Hello.
tục đi trên đường quốc lộ 1A khoảng 2 cây số nha quý vị, khoảng 2 cây số, rồi xong đó là xuống cây xăng số 11 á là mới rẽ trái, rẽ trái về lại bên phải và đi khoảng vài trăm mét nữa thì sẽ tới nghĩa địa của thôn Thái Bình. Vàng bạc ít thôi cháu ơi. Hiện nay bà cụ thì cái cư ngụ của bà đó thì ở thôn Thái Bình, nhưng mà sau đó thì theo con về ở Thái Hiệp, nhưng mà qua quá trình thì bà đã tuổi già sức yếu cho nên là bà sẽ từ trần ở tại thôn Thái Hiệp, thì từ ở thôn Thái Hiệp mà đưa về cái nghĩa địa của Thái Bình thì chắc có lẽ thì quý vị cũng biết thôi. Xong rồi đó, giờ chỉ xuống cây xăng số 11 là sẽ hiểu về trái. Đó, bây giờ là chiếc xe tang đã đến là cây xăng số 11 rồi, là chuẩn bị quẹo qua trái. Đây trước tiên là chiếc xe ba bánh này quẹo trái rồi nè quý vị. Trái rồi đi về mé phải và sẽ đi đến nghĩa địa. À, đây là nghĩa địa Tổng Tiền, nghĩa địa Tổng Tiền của thôn Thái Bình này.
bây giờ chiếc xe tang đã chuẩn bị tới nghĩa địa rồi quý vị ạ. Nhìn thấy là cũng bị là tới nghĩa địa rồi. Kéo bên phải nữa là sẽ tới tới một. Bây giờ đây là trên đường tới nghĩa trang rồi nè. Đạo sư A Di Đà Phật tiếp tiểu ông hồn Việt Nam Quốc Bình Thuận tỉnh Bắc Bình huyện Hồng Thái xã Thái Bình thôn Thánh Nguyễn Thị Dẫn đệ nhị hàng hướng thọ thất thập nhị tới biểu quyết thuận tông Bồ Tát thiết triệu ông hồn. Bây giờ hiện nay là thầy Việt Nam Quốc Bình đọc cái triệu xuống để cái dưới ăn được cái gì á, theo cái nguyên tắc thì nó vậy á. Nguyễn Thị Dẫn để nhị hàng hướng thọ thân thập nhị thế biểu ý thuận công khí linh hữu. Nam mô Đại Nguyện Địa Nam Quốc Bình Thuận tỉnh Bắc Bình huyện Hồng Thái xã Thái Bình thôn. Đó thì bây giờ là tất cả các anh em là đã lắp nguyệt đó, lắp cái mồ cũng như là cái nguyệt thôi. Thì bây giờ là đang tiếp tục làm á. Thì quý vị có xem cái like này, cái clip này là hỗ trợ cho Quyết Thắng Media một like, một chia sẻ, một đăng ký nha quý vị. Xin cảm ơn.